chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Quán Bốn Mùa. Thưa quý vị, kỳ này chương trình sẽ giới thiệu đến chúng ta một món ăn rất quen thuộc nhưng vô cùng đơn giản, bởi vì chúng ta sẽ không cần phải qua bất cứ một bước chế biến nào cả. Trước hết thì mời quý vị hãy cùng thư giãn với tiểu phẩm hài Hạ Hỏa Cho Quý Ông của tác giả Ngọc Hân. Công việc dạo này nhiều mệt quá em ơi. Hôm qua em làm báo cáo khuya mới ngủ. Mà chị em mình á, chị thấy lúc nào cũng đi làm sớm còn ông này nè. Thấy không? Lúc nào cũng đến trễ hết trơn. Chắc anh có công việc mà. Phải không? Mới nhắc vô rồi kìa. Ê, cha nội. Cha nội. Nay cha nội làm gì cha nội đi làm trễ dữ vậy? Hồi nãy á, sếp mới hỏi ông ở đâu rồi. Tôi mới nói là ông đi in tài liệu rồi ấy nha. Ai biểu vậy? Tôi đâu biểu nói dối rồi, giờ biểu tôi cảm ơn hả? Anh này, tại người ta thương anh cho nên là mới nói dối với sếp vậy chứ bộ. Nóng quá à, không biết cái ai khao mình đây, mình đi ăn chè không ha? Ha. Sao ông này nó kỳ quá ha. Ê, anh Tám, mặt mày anh Tám làm gì mà âu sầu quá vậy? Kệ tôi. Mình quan tâm. Anh bị sao vậy? Bệnh. Bệnh gì mà bệnh? Bệnh gì mà cứ đi trễ hoài vậy? Mà nhìn cái mặt kiểu này nè, là hôm qua biết làm sao không? Đi ra ngoài chuồng heo, ngủ chung với heo. Cho nên bây giờ cái mặt nó chưa bốc vớ gì đó. Đúng rồi, tôi cũng cầu lắm. Cầu tối nay tôi được ra ngủ chuồng heo á. Rồi tôi qua tôi bắt bà qua ngủ chung tôi vui lắm à. Thôi mà, chị đừng có chọc ảnh nữa. Anh Long, tối đi ăn ốc với em không? Hả? Sao vậy? Đi đi. Anh miệng lỡ, đau, không có đi được đâu. Anh đâu bị lỡ miệng hả? Lỡ. Chết rồi, anh đừng có nói là anh bị lỡ mồm long móng nha. Sao bà ác miệng vậy bà? Bà làm như là tôi là bò vậy. Thôi em giỡn chút xíu à. Nóng tính quá trời luôn à. Thôi em ơi. Đừng có chọc ổng điên lên nữa. Bây giờ em đi kiếm cái gì cho ổng uống, cho Hạ Hỏa đi. Em biết rồi, em biết rồi. Em sẵn em lấy cho chị luôn nha. Không có người gì đâu, khó chịu. Người ta đã nói đỡ rồi, không biết cái gì. Mặt mày sáng lên gì đâu. Ủa mà ai biểu? Đâu em? Tôi nghĩ tình đồng nghiệp, tôi bao che. Thôi bây giờ vậy đó. Người ta nói nghe nè, của chị nè. Chị đưa giùm ổng đi, nhìn ổng em sợ quá. Anh đẹp trai uống miếng nước cho Hạ Hỏa nha, đừng có nóng nữa, nóng mụn nó nổi nhiều đó. Uống đi anh cho Hạ Hỏa. Trời đất ơi, cái chồng báo cáo ổng làm hỏng mất tiêu rồi. Anh Lâm, anh ghét em thì anh nói, chứ anh làm vậy á hả? Em giận anh cả tuần luôn á. Xin lỗi, tôi giận đi. Chừng nào anh hết bụng rồi nói chuyện lại. Anh, em trù cho anh bị nổi mụn cả đời luôn. Bà ra ác dễ sợ luôn. Em, chị biết cái lý do tại sao mà ông nào ông bị lỡ miệng như vậy rồi đó. Biết sao không? Ông là chuyên gia ăn đồ nóng, ông thức khuya, ông ở dơ, cho nên bây giờ nó mới như vậy đó. Mà nó nghe nè anh, bây giờ sếp lại nói là tối nay anh phải thức khuya để viết báo cáo, để ngày mai sếp đi họp. Cái gì? Phải thức khuya. Cái viết báo cáo. Gì viết báo cáo hả? Vậy là bụng nó nổi lên cả về luôn. Em có điện thoại. Alo, dạ Linda nghe. Dạ sếp ơi sếp. Dạ em rảnh. Dạ. Đi ăn lẩu Thái hả sếp? Dạ, em đi một mình anh luôn à. Một mình em hả sếp? Dạ. Dạ nguyên phòng hả sếp? Dạ, em biết rồi sếp. Dạ sao? Dạ không được thiếu mặt ai hả sếp? Dạ, để em nhắn lại. Sếp mời cả phòng mình đi luôn. Sếp bao. Đi nha. Trời ơi, em nói lâu rồi em mới được ăn lẩu Thái. Ăn đi, tốn tiền nữa. Đi nha. Thôi, đi ăn lẩu Thái vậy đi. Nó lưỡi chắc nó bung ra luôn quá. Nhưng mà sếp
nói là không có thiếu đường, không có thiếu mặt người nào luôn á. Không đi đâu. Để lên nè. Thôi bây giờ sếp mời mà mình không đi á thì nó kỳ lắm. Hay là anh cứ lại đó đi rồi anh ngồi anh nhìn tụi em ăn ha. Rồi xong rồi cái mà đói bụng á anh uống sữa nha. Chứ sếp mà không đi không được đâu. Không có đi. Đi đi anh à. Đàn ông gì thấy ghê quá à. Lỡ một bụng có chút xíu à. Mà anh làm như là bự như bánh xe bò à. Thì mấy người thử có bị rồi mấy người có đau à. Đau nữa em đừng chọc. Anh á nam như chi chí gì mà kỳ quá à. Sao sao thấy ghét đi. Tẩy chay đi. Đi đi. Những món ăn bổ dưỡng. Cháo tủy heo nấu cá rô. Cha trời món này lạ đó. Mình phải học món này về nấu cho chồng ăn, chồng mình khen chết luôn. Phụ nữ mà, phụ nữ muốn giữ chồng là phải nấu ăn ngon. Phải nấu cháo tủy heo nấu cá rô này. Để coi nguyên liệu đó là cái gì. Dài con cá rô 100g tủy heo. Cũng dễ nấu mà. Hay quá ha, chồng về nãy giờ cả tiếng hồ luôn cũng không phát hiện chồng về nữa. Trời ơi anh yêu, trời ơi về nào vậy? Trời ơi cúng cưng của em, đi làm có mệt không? Mệt chứ, nhưng mà về cái gặp bà xã cái tự nhiên cái khỏe rồi, hết mệt rồi. Đâu á, em biết không? Về tới nhà đó anh mới được là nghe là kêu là cúng con á. Chứ trong cơ quan hay mấy bà già kia là kêu anh là toàn là chó bẹt dê không à. Cái đó là vui nha, chứ bữa nào... Đâu quá. Mấy bả mà buồn á, mấy bả kêu anh là chó già không á. Trời đất ơi, ai mà gan vậy? Ai mà gan cung mình vậy? Dám gọi chồng của em là chó bạc rê chứ. Thì có coi nhìn cái mặt nè. Trời ơi, cái mặt đáng yêu hết sức luôn vậy. Mấy người đó thấy ghét trời lắm. Trời ơi, cái mặt thấy thương vậy mà dám gọi tao là chó bạc rê. Ai anh nói để em lên tới cơ quan em mắng vốn cho. Thì ở trên cơ quan phòng anh chứ đâu nữa. Ủa? Mà anh nhớ trên cơ quan anh đâu có ai già đâu. Toàn là mấy cô chân dài đẹp là đẹp không à. Xạo tôi thấy không? Ở trên đó em nhớ có cô gì nè, cô gì? Cô Linda chân dài đó. Trời ơi chân gì đâu mà dài tới nách luôn nè. Chắc ngắm sướng luôn à. Nói vậy mà nói được à. Trời ơi mấy người đó làm sao mà giỏi bằng em. Đẹp bằng em đâu. Mặc dù em lùn á. Nhưng mà nó có cái đẹp của cái lùn à, dễ thương lắm á. Em xấu nhưng mà nó có cái lạ đúng không? Ờ đó nó xấu lạ. Còn hơn là đẹp điều. Đau quá đau. Gì đau? Mới khen giờ có mấy câu rồi đau đau la làng lên vậy. Đâu có. Trời khen ta không la đau. Em cứ hiểu lầm anh hoài à. Anh nói đau đây em quên hả? Một tuần lễ nay là anh bị đau cái một bụng ở trong cái họng nè. Hai em quên. Đâu thôi à? Bây giờ ngồi nghỉ đi nha em xuống em nha. Thì chọn cơm cho anh ăn. Bữa nay em nấu món là món ruột của anh luôn á. Đợi em nha. Trời, không biết là thuốc men sao uống cho nó hết đau này thì khổ ghê. Đau quá. Lên lên lên. Lên lên lên. Đau dữ vậy trời. Tiên 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 tiền. Tiên 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 tiền. Trời em nấu toàn là món anh thích không á nha. Thịnh soạn dữ ta. Đùi gà chiên bơ nè. Ôi thấy là hấp dẫn hay không? Chưa ăn hửi không là thấy là no rồi đó. Ngon quá, thơm quá. Dạ. Anh ăn miếng thịt kho đi. Thịt kho này em kho ngon lắm á, kho theo ý của anh luôn á. Thử nha. Dạ. Gì vậy? Chết rồi. Sao vậy? Trời ơi em kho thịt kho trứng gì mà trời ơi. Cái gì mà cay mà nó mặn quá vậy nè. Chịu không nổi là rác quá. Sao cay mặn được cái rác quá. Ăn lắm mà để em coi coi. Ngon mà. Rác quá ngon trời vậy. Trời ơi anh sao quá nè. Đâu đây nè anh thử lại miếng cái nè. Thử lại miếng cái nè. Trời ơi, rác quá em ơi. Vậy thôi, trời ơi, cay mà ấy rồi. Uống miếng ngọt. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, em lấy trong tủ lạnh hả? Dạ. Trời ơi, nước có ga với rồi lạnh ngắt vậy. Trời ơi, chết anh rồi, mấy bụng nó nổi trong này chết anh luôn á. Trời ơi, chết rồi. Thì bình thường anh cũng uống nước có ga có sao đâu mà nên la làng lên vậy. Trời ơi, khổ quá. Sao là không sống với chồng, không hiểu với chồng gì hết trơn, chịu phải biết tâm lý của chồng, hiểu không? Ví dụ như là chồng muốn cái gì, chồng cần cái gì em mới biết chứ. Bây giờ muốn lấy chồng khác phải không? Muốn sát hại chồng phải không? Dẹp đi. Mệt quá à. Thiệt á, anh nói tôi hiểu tâm lý anh gì vậy, anh muốn gì cần gì anh nói đại ra đi. Thì nói chung là bây giờ là ngán cơm lắm rồi. Đó, thấy chưa? Bây giờ giá nhà mới lòi mặt chuột nè. Bây giờ mới nói thiệt phong. Ý anh nói là anh ngán cơm, anh thèm phở đúng không? Đúng không? Mấy nay cũng vì mấy cái mục mụn trong miệng của anh mà nấu cái gì lên cũng chê, nấu gì lên cũng la làng, anh không chịu ăn hết à. Giờ tôi nói thiệt với anh á, tôi cũng chịu hết nổi anh rồi.
Tôi có lòng tôi nấu cho anh ăn á, anh thích thì anh ăn, không thích ra chỗ khác ăn đi. Đâu phải đâu, thì tại đau nè thì anh ăn không được thôi. Chứ bây giờ thử trường hợp em cũng đau cái cổ họng mà nổi mụn mụn dày 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 thôi, em ăn được, em đau lắm á. Nếu đau tôi khỏi ăn đi, ăn chi để nuôi mụn cho mệt vậy. Rồi thôi được rồi, khỏi ăn gì hết trơn á, rồi khỏi nói luôn. Thiệt á, tưởng sao trong cơ quan cũng bị ăn hiếp, về nhà rồi vợ mình cũng ăn hiếp mình á. Gì vậy? Ê, nói gì nói cũng phải ăn chứ, tôi nấu đồ ăn quá trời đó, giờ ai ăn đây? Ba Lê ơi. Ừ. Lê anh ta. À. Dạ à. Quý khách dùng. Trời đất quỷ thần ơi. Ủa mà mày đó hả Lâm? Hả? Trời ơi, là mày làm gì hai mắt mày thụt vô, tao giờ mày tưởng mày đeo cặp mắt kiến luôn á. À, trời ơi. Hai má hớp dữ vậy? Anh. Trời ơi, tao tưởng cái đầu lâu gắn với người mày luôn á. Ừ đúng rồi. Mà anh nhận không ra em phải rồi. Sao hả? Hôm qua là con vợ còn không nhìn ra em nữa mà. Vợ mày không nhìn đâu mày. Em trong nhà tắm, em tắm ra đó. Ờ. Em quấn cái khăn á. Ờ. Nó đi vô giờ mày nó đá cái. Nó xỉu. Nó bò lết lại tới mày trước cổng luôn á. Trời đất quỷ. Nó tưởng em là cương thi á. Tao nhìn mày tao còn thấy mày giống cái đầu lâu mà y như xác ướp ai cặp vậy đó. Mày bị gì mày nói tao nghe coi. Ê. Bị mày cắn lưỡi hả? Không phải. Mày bị gì? Nó mụn ở trong nè, mụn. À, lỡ miệng phải không? Lỡ miệng mụn ở trong. Trời ơi, anh biết không? Lỡ miệng sao? Bị một tuần lễ nay rồi. Ờ. Rồi cái mẹ mà chưa hết á. Cái mẹ chưa hết. Rồi cái con nó mọc lên rồi. Cái con mọc lên. Cái này nó chồng lên cái kia. Này chồng lên kia. Ờ, có khi cái con nó chồng 3-4 đứa trên cái mẹ liệu luôn á. Vậy mày bị tập đoàn mụn rồi. Tập đoàn mụn tấn công bộ chỉ huy của mày luôn rồi. Ê. Mà bị đau không? Đau, anh cứ... Tội nghiệp. Chặt hoài à. Tội nghiệp này chắc tại vì mày nói nhiều quá, cho nên ông trời cũng phạt cho mày lỡ miệng cho bớt nói lại, cho yên cái sớm. Anh lẽ người ta lị, quay gặp anh để anh sửa cái con mụn này, mà anh cứ chặt quẹo rồi. Tại thiệt tiết của mùa này nè, thời tiết nóng, ai cũng bị lỡ miệng nữa. Với hơn nữa ăn uống phải cẩn thận, đừng ăn đồ nóng, đồ chiên, đồ xào, nó lỡ miệng. Thôi vô ngồi đó đi, tao lấy ra này cho mày ăn cái là bảo đảm mày hết liền. Thấy không? Hết, tao bảo đảm. Em cử rồi, em từng lấy ngay rồi, con hết luôn á. Đâu á. Tàn tàn tàn. Đâu á. Tàn. Lẹ chưa? Ủa thấy cà, nấu ăn lẹ cấp kỳ không? Cà chua chi anh? Lắp mặt hả? Mặt khóc hát lắp chứ. Đắp mặt mày chi? Cái mặt mày đắp biết bao nhiêu mới đủ. Là như cái giống cái đầu lâu rồi kìa. Là gì? Này cà chua made in Việt Nam đàng hoàng nha. Ủa sao giống mà cà trong... chua Mỹ vậy? Mỹ đâu mà Mỹ, bởi vậy á, cái đầu óc của người mình á, cứ nghĩ đồ ngoại là đồ tốt không à. Mình á, mình là cả rừng thuốc nằm ở trong cái đất nước Việt Nam của mình nè. Cái cà chua này trong sách Đông Y á, là cái quả nó có vị thuốc. Cái quả này á, nó gọi là quả có tính bình. Đó, vị nó chua, nó hơi ngọt. Cái này ăn vô nó giúp mình thanh nhiệt, giải độc gan nè. Nhất là mấy người lỡ miệng bị mụn á, nên ăn cái này. Ăn cái này bảo đảm khoảng tuần lễ là hết liền. Hết mụn rồi hả? Ăn hết liền bảo đảm. Ăn sống vậy luôn hả? Thì ăn sống, cứ ăn sống thoải mái đi, không có cầu kỳ, món này rất là đơn giản. Ủa chứ mình không còn cách nữa, mình chế biến hơn nữa hả? Chứ ăn về hoài khó ăn nữa. Bởi vì mày cái tánh mày hoài không bỏ, được vôi cái đồi hai bà trưng. Bây giờ thí dụ ăn nhai, làm biến nhai, thì ép thành nước trái cây, ép ra cái nước mình ngậm trong miệng mình 3-4 lần, một ngày ngậm 3-4 lần tôi. Ngậm bảo đảm đi, tao nói ngậm thời gian nữa là cái miệng nó lỡ hết liền á. Nó hết liền. Ngậm ơi, nhai ngậm, ngon. Đó. Em thấy nhẹ rồi anh đây. Đó, mới ăn một miếng mà thấy nó mát trong người, thấy không? Đó. Cảm ơn tao nhiều. Cảm ơn gì? Cái này bệnh hết rồi, phải đãi tôi một thùng bia đó. Anh yên tâm đi. Hết bệnh cái là em đãi anh nguyên một thùng bia. Hai anh em mà chơi tới sáng luôn, không trai không về luôn. Chứ sao? Thôi đây. Sao? Anh chửi bệnh em rồi, anh biểu em uống bia nữa rồi nó quại nóng lên rồi cái mụn nó mọc nữa làm sao? Tao thử coi mày còn có chịu mà chừa cái tật uống rượu uống bia không? Nhớ nha, không là ăn đồ chiên, đồ xào, ăn đồ mát. Dạ. Như vậy bệnh nó mới hết. Dạ hả? Tao thấy mày bị lỡ miệng á, coi chừng cái móng mày bị rớt ra bây giờ á. Ủa là sao vậy? Người ta gọi là lỡ mồm long móng đó. Vậy em về em ăn liền. Không có, tao giỡn thôi, làm gì chết nhát cái gì? Quỷ chết nhát cái gì á? Lỡ hết rồi. Ăn tiếp đi. Thank you.
Thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình sẽ giới thiệu đến chúng ta một món khá đặc biệt, không cầu kỳ, không qua chế biến, đó chính là món cà chua sống. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về tác dụng của cà chua qua phần tư vấn của hai vị khách mời của chương trình. Xin giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Đào Thị Yến Thủy và bác sĩ Phan Quốc Hưng. Dạ thưa bác sĩ Hưng, cà chua sống trong đông y thì có những tác dụng gì thưa bác sĩ? Thì cái thạch chua là cái một trong những cái thực phẩm mình cũng thường hay ăn hàng ngày. Thì cái thạch chua theo cái đông y nó có cái vị ngọt, hơi chua, tính bình. Thì cà chua nó có những cái tác dụng rất là tốt như là thanh nhiệt, nó tiêu viêm, giải độc. Ngoài ra thì cái cà chua nó có những cái tác dụng như là nó lợi tiểu ha, rồi nó nhuận trường. Thì cái cà chua người ta thấy là dùng rất tốt cho những cái người mà nó bị nóng trong người đó. Cái trời tiết nóng nè, rồi nó lở, nó nhiệt miệng trong người, viêm loét miệng đó. Thì mình dùng cái cà chua ăn sống cũng rất là tốt. Ngoài ra thì cà chua người ta thấy là nó có những cái tác dụng đang hiện giờ cũng đang nghiên cứu và thấy có rất có hiệu quả, như là nó làm tan cái cục máu đông á. Thì phòng trong những cái người mà có cái tiền căn là tăng huyết áp, đái tháo đường thì có nguy cơ là hoặc là bị sơ mở động mạch á, thì nó dễ bị tạo cái cục huyết khối thì nó gây là tai biến ha, nhồi máu. Thì nó ăn cà chua cũng rất là tốt. Thì cà chua ngoài cái tác dụng đó thì nó còn có những cái tác dụng là nó chống cái làm chậm lão hóa, cái quá trình lão hóa. Ngoài ra nó còn phòng ăn để phòng chống cái ung thư ha. Dạ. Thế còn về mặt dinh dưỡng thì cà chua mang đến cho chúng ta những giá trị dinh dưỡng gì thưa bác sĩ Thủy? Trong cà chua thì đây là một cái loại rau ha, mình có thể xếp vào cái nhóm rau và cái nhóm rau củ. Thì trong cà chua cái chất dinh dưỡng cung cấp chủ yếu là vitamin, và đặc biệt là khi chúng ta ăn cà chua sống thì vitamin nó sẽ nhiều hơn gấp bội nếu chúng ta nấu. Tại vì mình biết là khi mà chúng ta nấu chín thì vitamin C chẳng hạn, những cái lượng đó nó sẽ mất đi. Còn khi chúng ta ăn sống và nhất là những thực phẩm nó còn tươi, những trái cà chua còn rất tươi mới vừa thu hoạch chẳng hạn, thì sẽ là nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài cái lượng vitamin cần thiết thì trong trái cà chua thì nó còn có thành phần bột đường, một không có chất béo. Chúng ta không có sợ mỡ máu gì trong trường hợp này, chất đạm cũng không có nhiều, và cái thành phần một số khoáng chất cũng rất cần thiết. Bên cạnh đó thì trong cà chua nó có một cái chất gọi là lycopene. Đây là cái thành phần nó tạo nên cái màu đỏ của trái cà chua. Thì lycopene là một chất chống oxy hóa rất là tốt. Thì mình biết là trong cơ thể của mình bình thường sẽ có những cái hoạt động chuyển hóa trong cơ thể và sẽ tạo ra những cái gốc tự do. Và chính những gốc tự do này nó sẽ làm hủy hoại những cái tế bào và nó sinh ra những cái quá trình lão hóa bình thường của chúng ta. Tuy nhiên nếu chúng ta dùng cái lycopene này nhiều thì sẽ có được cái chất chống oxy hóa, nó sẽ trung hòa những cái ion, những cái chất gọi là chống lão hóa này, nó làm cho chúng ta có cái làn da đẹp hơn, hạn chế lão hóa. Và những cái nghiên cứu rằng lycopene nó cũng giúp cho phòng ngừa những cái bệnh tim mạch ha, giúp là những cái tổn thương của tim mạch nó cũng giảm đi, có nghĩa là những nguy cơ bệnh tim mạch sẽ không có rình rập chúng ta. Như vậy thì ăn cà chua sống thì rất là tốt cho sức khỏe. Dạ. Như vậy thì nếu như cà chua sống rất tốt, liệu chúng ta có thể ăn hàng ngày được không thưa bác sĩ? Khi chúng ta cung cấp một cái lượng chất chống oxy hóa hàng ngày thì rất là tốt, phải không ạ? Là nó cần thiết cho mình. Tuy nhiên nếu chúng ta ngày nào cũng ăn cà chua thì chúng ta sẽ dư cái chất cà chua này và chúng ta sẽ thiếu những cái loại rau khác, loại rau màu xanh khác, hoặc là những loại bí đỏ hay là những cái loại cà rốt chẳng hạn, thì nó không có lợi. Tại vì nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý là chúng ta nên ăn đa dạng thực phẩm. Một thực phẩm nào cũng có một cái giá trị dinh dưỡng của nó và nó sẽ cũng có một cái thành phần dinh dưỡng thấp hơn, trong khi những cái thực phẩm khác thì nó lại bổ sung lại. Cho nên là chúng ta nên ăn đa dạng và thay đổi món thường xuyên thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Nếu một ngày ăn một trái chẳng hạn thì chúng ta nên một buổi ăn cái trái cà chua này và bữa sau thì mình ăn lại trái cây khác thì nó sẽ tốt hơn, hoặc là một loại rau khác. Dạ. Thưa bác sĩ Hưng, vậy thì ngoài cà chua ra chúng ta còn loại thực phẩm nào có cùng một tác dụng giống như vậy không ạ? Thì cái cà chua đó thì nó có những cái tác dụng rất là tốt như nãy giờ mình cũng đã thảo luận rồi. Thì cái cà chua nó ngoài cái những cái tác dụng đó còn như bác sĩ Thủy nói đúng, nó còn là dưỡng da nữa, làm đẹp da nữa. Nhưng nếu mà mình cà chua thì cũng dễ tìm lắm, ngoài chợ thì có rất là nhiều. Mà nếu mình không có ăn cà chua thường thì mình có thể mình dùng những cái thứ khác giống như là nước bông cúc á. Mình về mình mua khoảng 12 gram thì mình về mình sắc nước uống hàng ngày thì nó cũng trị những cái trường hợp mà nóng trong người ha, viêm loét miệng, và nó cũng dưỡng da, đẹp da rất là tốt. Ngoài ra mình có thể mình mua cái nha đam á. Nha đam cũng có những cái tác dụng tương tự giống như là cái bông cúc và cái cà chua.
Xin cảm ơn bác sĩ Thủy và cảm ơn bác sĩ Hưng đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, qua đây thì chúng ta cũng đã biết rõ hơn về tác dụng của cà chua đối với sức khỏe của con người. Và xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì chương trình Quán Bún Mùi xin được khép lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.